Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, tỉnh Nghệ An tổ chức liên hoan truyền thanh cơ sở, tuyên truyền về an toàn giao thông nhằm tạo ra một sân chơi, một ngày hội cho những người làm công tác truyền thanh cơ sở. Sau một thời gian chấm giải, lễ tổng kết và trao giải liên hoan sẽ được tổ chức vào sáng ngày 15 tháng 11 tại thành phố Vinh. Liên hoan truyền thanh cơ sở năm 2022 quy tụ các tác phẩm phát thanh về đề tài an toàn giao thông do chính các cán bộ truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh sản xuất. Ngay từ khi phát động vào tháng 5 năm 2022, liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng tham dự của 21 trên 21 huyện thành thị. Các đài truyền thanh cơ sở đã vào cuộc hưởng ứng một cách rất là tích cực với sự tham gia của 21 trên 21 đơn vị xã, thị trấn. Và huyện cũng đã thành lập cái ban giám khảo, tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn 5 tiết mục của truyền thanh cơ sở gửi đi tham dự liên hoan của tỉnh. Đây là lần thứ 2 liên hoan truyền thanh cơ sở được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh. Với các cán bộ truyền thanh cơ sở, việc thử sức ở sân chơi cấp tỉnh là điều rất được mong chờ. Đấy là cái môi trường để mình được giao lưu, được học hỏi, được thể hiện khả năng của bản thân. Cũng là một cái lần, một cái cơ hội để mà bản thân thể hiện được cái sự đam mê, cái sự nhiệt huyết đối với công việc mà tôi đang gắn bó. Tham gia được cái chương trình truyền thanh cơ sở của tỉnh á, thì là với mong muốn là cái chương trình của mình để đi tham gia là nâng cao cái nghiệp vụ của mình, lan tỏa về cái tác phẩm của mình được rộng hơn. Liên hoan được tổ chức ở hai cấp, cấp huyện và cấp tỉnh. Sau vòng liên hoan cấp huyện, đã có 91 tác phẩm được lựa chọn tham gia cấp tỉnh. Với chất lượng đồng đều, nhiều thể loại đa dạng như câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh tổng hợp, bản tin, phóng sự thu thanh, bài phản ánh, phỏng vấn. Qua theo dõi các cái tác phẩm mà gửi đến thi cấp tỉnh, thì chúng tôi thấy dưới cơ sở về các cái thể loại thì rất phong phú và đa dạng. Các cái vấn đề về an toàn giao thông là ở dưới cơ sở được phản ánh toàn diện. Và về chất lượng thì chúng tôi đánh giá là được đầu tư công phu và tương đối đồng đều. Qua cuộc thi này thì cái vai trò, vị trí cũng như cái nhận thức, trách nhiệm của đại diện cơ sở được nâng cao. Ngoài phần thi dành cho các tác phẩm phát thanh, liên hoan còn tổ chức phần thi kỹ năng phát thanh trực tiếp để tìm ra những giọng đọc xuất sắc từ các phát thanh viên truyền thanh cơ sở. Phần thi này sẽ được tổ chức vào chiều ngày mai 14 tháng 11 tại Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kết quả sẽ được công bố trong lễ trao giải tổ chức vào sáng ngày 15 tháng 11. Liên hoan là dịp để đánh giá lại chất lượng của đội ngũ cán bộ truyền thanh cấp xã, từ đó có kế hoạch, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng truyền thanh cơ sở. Dự kiến trong những năm tới, liên hoan sẽ được tổ chức 2 năm một lần.